Xin chào mọi người, mình là Mỹ Uyên, chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. 7 lần đối phương hạ nhục Ronaldo và nhận cái kết đắng. Sau lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2019-2020, lá thăm mây rủi đưa Juventus chạm trán Atletico Madrid, Ronaldo đã lên tiếng làm hòa với người hâm mộ đội bóng Tây Ban Nha. Bất chấp thông điệp hòa hoãn của Ronaldo, người hâm mộ Madrid vẫn không buông tha cho ngôi sao 34 tuổi. Suốt trận đấu ở Wanda, cổ động viên chủ nhà liên tục sỉ nhục Ronaldo là kẻ hiếp dâm hay thằng con hoang. Mỗi khi tuyển thủ Bồ Đào Nha chạm bóng, cổ động viên đội bóng Tây Ban Nha lại đồng thanh hét lớn: Ronaldo đi chết đi. Cùng Mr. Zero điểm qua 7 lần đối phương hạ nhục Ronaldo và nhận cái kết đắng nhé. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Tình yêu của các bạn khiến tôi mạnh mẽ và sự gan ghét khiến tôi bất bại. Đó là câu nói nổi tiếng của Cristiano khi khẳng định ý chí thành công trước các cổ động viên cũng như khán giả thù địch. Sau khi cầu thủ ghi bàn nhiều nhất châu Âu bất ngờ tiệc ngòi trong trận hòa trước đội bóng mới lên hạng Sporting đầu mùa La Liga 2015-2016. Khắp thế giới có hàng triệu fan yêu mến CR7 tôn sùng anh như một hình mẫu trong bóng đá để noi theo. Tất nhiên cũng có rất nhiều người ghét anh, cho rằng anh chưa bao giờ xứng đáng là cầu thủ hay nhất thế giới. Nhưng Ronaldo dường như không quan tâm đến điều đó, khi mà với anh, yêu và ghét chỉ là hai trạng thái cảm xúc để tạo ra động lực chiến đấu. Nó không làm Ronaldo yếu đi mà lại càng khiến anh nỗ lực và quyết tâm hơn. Đã có lần Ronaldo từng chia sẻ rằng anh chỉ ham mê chơi bóng và thỏa mãn khát khao ghi bàn của mình, chứ không muốn chơi để chứng tỏ với ai điều gì. Tuy nhiên, không quan tâm không có nghĩa là sẽ làm ngơ không phản ứng. CR7 sẵn sàng dùng hành động lẫn lời nói để đáp trả nếu ai đó cố tình cạnh khóe. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những lần ngôi sao người Bồ Đào Nha bị chọc giận và xem thử cái kết của đối phương như thế nào nhé. Tình huống diễn ra trong buổi họp báo trước trận gặp AS Roma vòng 16 Champions League, khi được phóng viên có câu hỏi muốn xoáy sâu vào vấn đề Ronaldo ít ghi bàn trên sân đối phương từ đầu mùa giải 2015-2016. Bởi vậy, Ronaldo đã tỏ ra vô cùng bực tức, đáp lại với giọng điệu gay gắt và bỏ ngang cuộc họp báo. Tất nhiên, Ronaldo không dạy gì mà đi đôi co với cánh phóng viên, những người luôn được ví là buôn chữ lấy tiền. Muốn nhận định về giá trị của bất cứ một cầu thủ nào, tốt nhất là hãy xem anh ta thi đấu trên sân cỏ. Ronaldo đã có câu trả lời đanh thép cho giới truyền thông bằng một siêu phẩm trong chiến thắng 2-0 trước AS Roma ngay tại thành Rome. Phút 57, nhận bóng từ đường chuyền của Marcelo, Ronaldo đã tăng tốc rất nhanh, thực hiện pha quạt bóng đẳng cấp trước khi tung cú cứa lông vào góc cao không thành, khiến thủ môn Szczęsny chỉ còn biết đứng nhìn. Leo là một chàng trai tốt, hiền lành, mọi gia đình đều muốn có một người con xuất sắc như vậy. Cậu ấy thi đấu như nhảy múa trên sân bóng. Còn người kia, ám chỉ Ronaldo, giống như một sĩ quan chỉ huy trên sân. Anh ta dành nhiều thời gian với mái đầu kiểu tóc của mình hơn. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tại Đại học Oxford Anh năm 2013, cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã ca ngợi Lionel Messi là một đứa con ngoan hiền mà gia đình nào cũng muốn có. Ông cũng ví Ronaldo giống như một tư lệnh trên sân cỏ và quá quan tâm đến việc điệu đà với mái tóc. Bị châm chọc, Ronaldo đã tỏ ra khá bình thản khi không hề chỉ trích hay tỏ ra cay cú trong phản hồi của mình tới vấn đề này thông qua Facebook. Sự bực bội dành cho những lời nhận xét khó nghe đó chỉ được thể hiện khi siêu sao người Bồ Đào Nha ăn mừng bàn thắng ở trận gặp Sevilla. Sau khi thực hiện thành công quả penalty nâng tỷ số lên 3-0, CR7 chạy ra góc sân và giơ tay lên chào theo kiểu nhà binh. Đây có thể xem là hành động đáp trả chủ tịch FIFA Sepp Blatter, người đã ví anh như một thống soái trong đội bóng. Những chỉ trích nặng nề đã dành cho Real, đặc biệt là Ronaldo khi bất ngờ bị xô ngã lộn nhào tới mép địa ngục sau trận thua tồi tệ 2-0 trước Wolfsburg ở tứ kết lượt đi Champions League mùa giải 2016. Để đáp lại sự chỉ trích của người hâm mộ và giới truyền thông ở lượt về với Wolfsburg, Ronaldo đã thể hiện một phong độ cực kỳ xuất sắc. Cựu cầu thủ MU đã ghi 3 bàn thắng theo 3 phong cách khác nhau: đệm bóng cận thành, đánh đầu và xuất phạt trực tiếp.
Đây đều là những bàn thắng mang thương hiệu của CR7 được rèn giũa qua nhiều năm. Màn trình diễn không thể tin nổi của Ronaldo khiến những người khó tính nhất cũng phải khen ngợi, nhất là huấn luyện viên Dieter Hacking của Wolfsburg. Ông cũng thừa nhận rằng đội bóng của mình thua một cách tâm phục khẩu phục. Siêu kinh điển tháng 4 năm 2017, Messi ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối cùng, đồng thời màn ăn mừng khi cởi áo giơ về phía khán giả trên sân Bernabeu như một hành động đáp trả những kẻ đã la ó anh trong suốt 90 phút thi đấu trên sân. Có lẽ điều đó đã khiến CR7 không vui và ghi nhớ vào danh sách những điều khó chịu. Để rồi đến trận El Clasico tiếp theo đó, sau khi đảo bóng lừa qua Bicker và lập siêu phẩm bằng cú sút mùi lai má tuyệt đẹp, Ronaldo phấn khích chạy đi ăn mừng bàn thắng. Anh cởi phăng chiếc áo đấu đang mặc trên người, giơ cao áo đấu theo đúng cách mà Messi đã làm trước đó. Ở trận đấu thuộc vòng loại Euro 2016, cổ động viên Armenia đã liên tục hô vang tên Messi mỗi khi Ronaldo chạm bóng nhằm chọc tức, đồng thời gây áp lực với CR7. Nhưng có vẻ họ đã sai lầm khi cái tên Messi trở thành động lực để Ronaldo thi đấu tốt hơn. CR7 đã đáp trả mạnh mẽ bằng một hat-trick giúp đội tuyển Bồ Đào Nha thắng Armenia với tỷ số 3-2. Cả Bồ Đào Nha lẫn Cristiano Ronaldo đã khởi đầu không tốt tại Euro 2016, áp lực đè nặng lên CR7 khi truyền thông liên tục nói về phong độ tệ hại của anh. Trong buổi đi dạo với các đồng đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo đã thẳng tay ném micro của một phóng viên xuống hồ nước khi anh chàng này xin phỏng vấn. Nguyên nhân cho hành động này là vì bên cạnh hỏi đến phong độ thi đấu, phóng viên đã xỉa xói quá nhiều đến vấn đề cá nhân của Ronaldo, đặc biệt là những bình luận không hay về quá khứ gia đình của anh. Vụ việc đã khiến Ronaldo bị mang lên chặt chém không ít. Có lẽ vì không muốn nghe những tiếng xì xào không hay kia nữa, Ronaldo biến khó khăn thành động lực để buộc báo chí phải im lặng. Kỳ tích này đã xảy ra khi Hungary 3 lần vượt lên dẫn trước, nhưng phong độ chói sáng của CR7 giúp Bồ Đào Nha hòa kịch tính 3 đều, qua đó giành vị trí thứ 3 ở vòng bảng, đồng thời đi tiếp vào vòng 1/8 sau đó. Một mình Messi còn nguy hiểm hơn cả Ronaldo, Bale và Benzema hợp lại. Huấn luyện viên Diego Simeone, Atletico Madrid đánh giá siêu sao Lionel Messi của Barcelona còn lợi hại hơn cả bộ ba Karim Benzema, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo bên phía Real Madrid. Simeone từ lâu đã không công nhận Ronaldo. Là huấn luyện viên của Atletico cũng dễ hiểu khi Simeone không thích ngôi sao của đội bóng kình địch cùng thành phố. Atletico của ông cũng bị chính Real đánh bại trong hai trận chung kết Champions League trong 3 năm qua. Khi CR7 chuyển về nhà với lão phu nhân, Ronaldo đã có trận đối mặt đầu tiên với Atletico trong màu áo Juventus trong thất bại 2-0 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. CR7 nhận không ít vất vả khi gặp phải sự lăn xả của các hàng thủ Atletico với những pha tắt bóng có chủ ý cùng với sự la ó của cổ động viên bên phía Atletico.
Hẳn chưa ai quên màn ăn mừng phản cảm của huấn luyện viên Diego Simeone trong chiến thắng này. Sau trận đó, Cristiano từng tâm sự với người thân và bạn bè của mình rằng anh nhất định phải ghi một cú hat-trick trong trận lượt về để ăn miếng trả miếng. Và ở trận lượt về trên sân nhà, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã tỏa sáng với 3 bàn thắng ở lần lượt phút 27, 48 và 86, qua đó khiến Atletico ôm hận rời sân Allianz. Đồng thời, sau khi hoàn tất cú hat-trick, Ronaldo không ăn mừng theo phong cách thường thấy mà là nhại lại hành động của Simeone để đáp trả vị huấn luyện viên này. Vừa rồi là những thời điểm mà Ronaldo dùng hành động thực tế trên sân cỏ đáp trả, như thể muốn nói rằng muốn khiến người khác khó chịu thì phải chuẩn bị nhận lấy một cái kết đắng. Chúc mọi người có những giây phút thư giãn cùng Mr. Zero. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.